tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã quay trở lại với chương trình giới thiệu sản phẩm của công ty Taeko. Thì hôm nay thì mình cũng xin giới thiệu cho các bạn về cái sản phẩm của công ty mình là cái bed lốc xoáy 360 độ nha. Về cái bed này thì nó sẽ thay thế cho những cái bed 0 độ như 15 độ. Nó sẽ tạo cái dòng lốc xoáy, thì bây giờ mình cũng sẽ test cái bed này để cho các bạn xem công dụng của nó như thế nào nha. Bây giờ mời các bạn theo mình nha. Ok, thì giờ mình cũng sẽ test cái bed này cho các bạn xem nha các bạn. Đây, để cho bạn xem. Cái này là như vậy các bạn, không có chỉnh gì được nha. Nên là cái độ nó sẽ tạo ra cái dòng lốc xoáy 360 độ chứ không phải là giống như một cái bed dây để mà chỉnh nha các bạn. Khi mình xịt vô một cái chiếc xe thì nó sẽ lồng xoáy như thế này nha. Cái xoáy vậy nó được gì không ta? Xoáy loại bỏ cái vết bẩn trong. Các bạn có thấy là nó xoáy để loại bỏ các vết bẩn nha. Bây giờ mình chiếu vô đó để cho các bạn thấy vết bẩn của xe nha. Cái bed này thì nó tạo ra cái lốc xoáy để nó xoáy những cái vết bẩn, nó sẽ nhanh hơn nha các bạn. So với cái bed bình thường thì mình sẽ xịt vô mình đi từng cái. Đây. Đó, thấy. Khi mà nó xoáy, nó sẽ xoáy cái dòng này. Cái bếp này ra xa hay là gần đó, các bạn thấy mạnh không? Nó tạo ra cái lỗ lớn hơn nữa, rộng hơn nữa. Các bạn thấy rõ không? Rồi ok, thì mình cũng đã vừa test xong cái bếp này cho các bạn xem. Thì các bạn có những cái thắc mắc hay là những cái yêu cầu nào thì các bạn có thể comment bên dưới, cũng như là truy cập vào trang web taeko.vn hoặc là đổi đến số hotline của mình hỗ trợ thêm cho các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.